Dạ tôi cảm ơn người, mình chỉ phải là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách đầu cái móc đây. Đây là móc của ông Dân này nhé, nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu tàu cởi móc của những ông này. Ok, bắt đầu thôi. Rồi cái móc này thì chắc là mình sẽ tuần bằng móc tìm nhé. Bây giờ tôi tập thân cần như vậy trực nhé. Cái bây giờ mình sẽ pin cho nó đều cái phần gốc pin này nha mọi người. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ tô gốc cái này nhé, sẽ làm màu sáng lạ nha mọi người. Thì bây giờ tôi sẽ pin lại nó để cả cái phần này nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ tô phần này sẽ là màu cam nha mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ tô một cái màu đen nhé. Tiếp theo thì mình sẽ phim lại các cái phần đây, màu điểm này nha mọi người. Ok, rồi. Như vậy là mình đã hoàn tất tôi xong cái móc này của ông dân này, có ba màu là màu cam, màu xanh và màu tím nha. Rồi mình sẽ kết thúc video này thôi đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like, subscribe để ủng hộ nha mọi người. Cảm ơn mọi người.